Tiếp theo chương trình, Quốc Thái và Thanh Ngọc xin được chia sẻ một vài kiến thức hữu ích trong thưởng thức gia đình với chuyên mục Sống Khỏe. Anh Thái biết không, người ta nói mật ong là thần dược, cái gì cũng bỏ mật ong vô hết. Thì nếu như mà mình dùng mật ong kết hợp với những loại thực phẩm mà không phù hợp á, thì sẽ gây ra những cái hậu quả khó lường lắm. Bây giờ thì mình hãy cùng chia sẻ một vài trường hợp sử dụng mật ong không đúng cho khán giả được biết ha anh ha. Đầu tiên là chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta chăm sóc mà muốn đạt hiệu quả tốt á, thì chúng ta phải có một loại mật ong thật là tốt. Và do mật ong dễ bị trực khuẩn tấn công, do đó thì chúng ta không nên dùng mật ong đã để lâu ngày có xuất hiện bọt khí nè. Hoặc là nếu mà mật ong được đựng trong một cái vật dụng bằng kim loại á, thì có thể gây nguy hiểm cho người dùng. Và mật ong lý tưởng là loại mật ong rừng vàng và đặc sánh. Bởi vậy cho nên mình mới thấy là người ta để mật ong trong những cái chai thủy tinh đó đúng không anh? Đúng rồi. Mà hình như mật ong càng để lâu thì càng bổ đúng không? Anh có nghe nói vậy không? Không phải đâu Ngọc ơi, giống như Quốc Thái mới vừa chia sẻ đó, chúng ta không nên dùng những loại mật ong mà để lâu ngày nếu mà thấy có xuất hiện bọt khí trong đó. Dạ. Như em nói từ ban đầu đó, không phải là kết hợp mật ong với cái gì ăn cũng bổ hết. Đúng rồi. Chẳng hạn như là mình ăn mật ong cùng với cơm ha, chúng ta có thể bị đau dạ dày. Mật ong mà kết hợp với thì là thì có thể gây tổn thương gan nè. Mật ong có thể uống chung với nước ấm thì rất là tốt, nhưng mà nếu pha với nước đun sôi lại phản tác dụng với nhanh Thái. Ngoài ra thì mật ong còn kỵ với lại hành tây, đậu phụ, đậu nành, lá hẹ và đặc biệt là cá chép. Nếu vô tình ăn phải món kết hợp giữa mật ong và cá chép thì cơ thể bạn có thể bị trúng độc ngay. Và khi đó để giải độc á, thì chúng ta hãy dùng đậu đen, cam thảo. Chúng ta đều biết là uống mật ong hàng ngày đều có lợi cho sức khỏe, da chúng ta sẽ hồng hào, sẽ khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với một số người, những dưỡng chất phong phú của mật ong có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người như là bị bệnh đau bụng, tiêu chảy, mắc bệnh hen suyễn, tiểu đường, suy tim hay là bị huyết áp thấp, rối loạn chức năng đường ruột vân vân thì không nên uống mật ong ngay cả mỗi ngày chỉ bằng một thìa thôi, vì trong mật ong chứa một chất giống như là acetylcholine có tác dụng giảm huyết áp. Do là mật ong rất là bổ dưỡng cho nên là những người mới vừa phẫu thuật xong thì không có nên dùng, bởi vì khi mất máu nhiều do phẫu thuật, hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng một lúc sẽ gây chướng gan. Những người đang bị sốt cao, chướng gan, vàng mật cũng không nên uống mật ong nha. Phụ nữ có thai tuyệt đối không nên dùng mật ong, bởi vì mật ong kích thích tử cung co lại, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi. Trẻ dưới 1 tuổi cũng không nên dùng mật ong, bởi vì chức năng tiêu hóa của trẻ lúc này còn yếu, chức năng giải độc gan cũng chưa hoàn chỉnh, nếu dùng có thể gây ngộ độc cho trẻ.